Chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn phản đấy là bàn. Bàn là giữ lạnh, ủ lạnh, cháo dinh dưỡng, ủ mát, ủ lạnh và cháo dinh dưỡng. Với bàn ủ lạnh, ủ mát, cháo dinh dưỡng này thì đây là gồm 15 hộc này. Đây là 1, 2, 3, chiều dọc 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5 này, 5, 3, 15 này, 15 hộc này. Đấy, 15 hộc này. Có xong rồi có thể lấy ra được này. Đấy, lấy ra vệ sinh được này. Đấy, giữ lạnh này. Đấy. Đấy, chiều rộng của cái này là 15 phân này. Chiều sâu nó là 9 phân này. 9 phân này. Đấy. Một xong này. Nó cũng là tương đối là phù hợp nhá. Phù hợp để chúng ta nấu cháo nhá, giữ thực phẩm thức ăn ở đây nhá. Nắp kính này. Đấy, nắp kính này. Đấy. Máy này là công tắc này, điện 220V này. Các bạn thấy điện chưa? Cắm điện vô bình lạnh này. Cắm vô bình lạnh này. Là hãng LG này. LG nhá. Đấy. LG công suất là 1 HP này. Đấy. Cái đây là cái chất áp điều chỉnh nhiệt độ là từ 30 độ, 20 độ, 10 độ, 10 độ này, âm 10, âm 20, âm 30 này. Nhụ nhá, ta vặn này. Đấy, đèn xanh bắt đầu là máy khởi động nhá. Ta để bao nhiêu thì ta vặn bấy nhiêu nhá, ta để 0 độ thì ta vặn 0 độ nhá. Ta để 10 độ ta vặn 10 độ nhá. Đấy. Tắt này. Đấy, hay chưa? Đấy. Đây kích thước của máy này. Mình đo luôn kích thước này. Bề rộng của máy này. Bề rộng của bàn này nó là 1m. 1m. Bề sâu này. Bề sâu này. Nó là 65 phân này. 64 phân này. Đấy. Chiều cao. Chiều cao là 1m2 nhá. Chiều cao là 1m2 tính cả kính nhá. Còn nếu mà tính bàn thì nó chỉ rơi vào tầm 80 phân thôi. 80 phân thôi nhá. 80 nhá. Đấy, 15 hộp là có kính này, kính dày 1 ly nhá. Đấy. Đấy, kính dày 1 ly là chất liệu inox hết đó nhá. Này. Bàn kính dày 1 ly nhá. Bàn dày 1 ly nhá. Đấy, ha, bên bo lại nhá. Đấy. Các bạn mua bàn cháo dinh dưỡng liên hệ qua số 0934482202, 0904421, 146 Nguyễn Trãi và 79 Lê Hồng Phong, website sưởngmaythanhhoa.com. Số này có dùng Zalo này, hai số. Số này có dùng Zalo này, số app Zalo nhá. Để trao đổi trực tiếp nhá. Đấy. Chỉ đây là 79 Lê Hồng Phong này. Làm này, thấy chưa? Đấy, đây là bàn nấu cháo dinh dưỡng này. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ mình nhá. Đấy. Bình lốc LG nhá. Làm lạnh toàn bộ khoang này nhá, toàn bộ khoang trên luôn nhá. Đấy, em có gì. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy.